Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chịu có về một cái tủ gỗ đỏ cho cô chú chị mình ha. Đó, rất là đẹp luôn. Đồ gốm, đồ đồng để giao lưu cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đây là mã số 1C đầu tiên, đó chính là một cây đèn mang sông. Đó, hiệu Ách Cơ. Đó, cây này thì em bao lên lửa cho cô chú chị mình luôn. Thứ nhất là bao lên lửa, thứ hai là bao chuẩn đồ xưa. Đó, trước năm 75, đồ ghim thì khoảng được 85%. Đó. Đây, cây này thì em giao lưu cho cô chú chị mình luôn, giá là 1.600.000 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Một cây cân inox. Đó. Đây, chuẩn đồ bao đẹp cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, cân thì đều được, này là cân đòn, được dài 80, cân này được 100 kg. Đó. Hàng này vẫn còn sử dụng được bình thường nha cô chú chị mình ha. Inox. Cây này thì giá em giao lưu cô chú chị mình luôn, giá 800.000 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. 800. Mã số 3, đó chính là những cái dĩa sashimi. Đường kính là 2 tấc 1. Bề ngang là 1 tấc 2. Cái này là 1 tấc rưỡi cho cô chú chị mình ha, cũng dài là 2 tấc 1 luôn. 3 6 8 cái. 8 cái này thì em giao lưu cho cô chú chị mình luôn. Đó. Giá là 600 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Mã số 4, đó chính là một cái bình gốm lái thiêu cho cô chú chị mình ha. Chiều cao là 3 tấc 2. Đó, đây, rất là đẹp luôn. Đó, men rạng rất là đẹp, này là lỗi lò nhau cô chú chị mình ha. Đó, đây, đây chút quá rồng cho cô chú chị mình ha. Bình này thì em giao lưu cho cô chú chị mình luôn, giá 600.000 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Đây, một cái bình chim chỉ, chiều cao của nó luôn là 2 tấc rưỡi luôn. Bình này được 1 lít nước, mã số 5. Giá cũng là 500.000 bao ship toàn quốc cho chúng mình luôn nha. 3 cái tô Nhật, đường kính tô nhỏ nhất là 2 tấc, lớn nhất là 2 tấc 4. Cái dĩa là 2 tấc 7. Đó, mã số 6, 3 cái nguyên si lành lặn bao đẹp cho chúng mình luôn, chuẩn đồ Nhật. 3 cái này thì giá là 800 bao ship toàn quốc cho chúng mình luôn. Những cái đèn gốm sứ mã số 7. Đây, châu Âu xưa, cao là 3 tấc 7 nha. Đó. Bầu thì nguyên si lành lặn bao đẹp cho cô chú chị mình luôn. Tim ống khói đầy đủ, giá là 1.400.000 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đây, mã số 8 và số 9. Đó, ống khói bút mực logo đầy đủ, chiều cao là 4 tấc 2. Bầu này được nửa lít dầu cho cô chú chị mình ha. Giá là 1.300.000 một cây, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Mã số 10 đó chính là một cái bình gốm Nhật xưa nha. Cao của nó luôn là 2 tấc 6, đất nung. Bề ngang đường kính miệng là 1 tấc 8, chở ngược lại là 9 phân. Đó, đây, đất nung gốm Nhật, giá là 400 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Một cặp bình tàu màu xưa. Đó, tàu cũ nha cho anh chị mình ha. Mã số 11, chiều cao là 44, đường kính miệng là 1 tấc 8, hoành bụng lớn nhất của nó luôn là 70. Đó, mã số 11, cặp này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, giá là 3.600.000 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. 3.600.000. Đây, còn một bình cá chép dược Long Môn. Đó, đây, hoa sen rất là đẹp nha cô chú anh chị mình ha. Mã số 12C, cao của nó luôn là 95, đường kính miệng 3 tấc, hoành bụng là 1 mét. Hàng tàu xưa. Đó, nguyên si lành tích 100%. Cặp này em còn một cặp duy nhất, giá em giao lưu của chú anh chị mình luôn. Đó, là 5.500.000 bao ship cho chú anh chị mình luôn. Toàn quốc cho chú anh chị mình luôn nha. Đó, 5.500.000. Đó, số điện thoại của em là 0939 80 64 64. Đó là số Zalo và Facebook nha. Mã số 13, một bức tranh đá. Đó, chim chỉ qua mẫu đơn. Cao là 45, chiều dài là 85, tranh đá tàu xưa khung gỗ bao đẹp của anh chị mình luôn. Đó, cũng còn 2-3 bức hàng nha của chúng chị mình ha. Bức này thì em giao lưu là 2.000.000 bao ship toàn quốc của anh chị mình luôn, mã số 13. Mã số 14, tam đa phúc lộc thọ, bề ngang là 45, chiều cao là 85, tranh đá tàu xưa mã số 14. Giá cũng 2.000.000 bao ship cho chúng chị mình luôn là toàn quốc nha. Đó. Mã số 15, sơn thủy vẽ tay. Chiều cao là 73, dài là 1m2, mã số 15C. Chanh đá tàu xưa nguyên si lành lặn bao đẹp mình
cô chú anh chị mình luôn nha. Khung này là khung mới, chanh này là chanh xưa. Đó, bức này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Giá đặc biệt ưu đãi ngày hôm nay 3,2 triệu, bao ship toàn quốc nha. Cũng còn có 2-3 bức nữa thôi. Mã số 16C. Đó, tùng hạt cho cô chú anh chị mình ha. Cao là cũng 73. Này nó hơi chày cho cô chú anh chị mình nha. Cái này nó chày nha. Nó khung là khung mũ. Đó, khung mới. Chanh đá tàu xưa. Đó. Bức này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Giá là 3 triệu. Bao ship cho cô chú anh chị mình luôn là 1.000 cây số. Mã số 17. Một cái đồng hồ Cariom 10 gông 10 búa. Kiến là nguyên gin. Cây này là em bao gin 100% cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cariom 10 gông 10 búa. Hàng nội địa. Đó, máy móc là 100% gin. Đó, đây. 10 gông 10 búa nha cô chú anh chị mình ha. Đó, Cariom. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị luôn để em đo đường kính thùng cho cô chú anh chị mình biết nha. Cao là 59, bề ngang của nó luôn á là 42. Cái này thì em giao lưu cho cô chú anh chị mình luôn, giá là 12 triệu, bao ship cho cô chú anh chị mình luôn là 1.000 cây số. Mã số 18. Đó chính là một chiếc xe đạp sườn nhôm. Tỷ lệ đồ zin mờ là được 85%. Nó vẫn xài tốt bình thường nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Đây giá bên ngày hôm nay không kể lời lỗ với quý cô chú anh chị mình luôn, 5,5 triệu, bao phí ship 1.000 cây số cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 19. Một cái đồng hồ tủ. Đó, chiều cao là 2m, bề ngang của nó luôn, bề ngang nhỏ nhất của nó luôn là 48, lớn nhất của nó luôn á là 55. 12 gông 12 búa. Lịch sao chăng, kim đồng hồ, ba tạ, tạ cước. 12 gông 12 búa, máy là 13-26, máy lớn. Đặc biệt giá ưu đãi ngày hôm nay, hàng này của Đức cho cô chú anh chị mình ha. Cây này thì cũng khoảng tầm tới từ 30 năm tuổi trở lên. Đó, bao chạy đúng giờ. Đó, chuông âm thanh rất là hay. Giá em giao lưu của chú anh chị mình luôn 20 triệu, bao phí ship 1.000 cây số. Chuẩn đồ bao đẹp, thùng thì là thùng nguyên si của nó luôn nha, gỗ sồi nước ngoài. Đó. Mã số 20. Đó chính là một cái tủ gõ nỏ. Đó, hàng này là mộc nguyên si luôn cho chú anh chị mình ha. Đó. Bề ngang là 1m3, là nhỏ nhất, lớn nhất là 1m4. Đó. Trong đây thì nó gồm có là 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn, 4 ngăn kiến nha cô chú chị mình ha. Đó, em mua sao bán vậy, của nó có 3 ngăn kiến thôi, nhưng mà người ta làm lại thành 4 ngăn kiến. Cô chú mình, chị mình muốn làm lại 3 ngăn kiến em vẫn làm lại được bình thường nha cô chú chị mình ha. Đó, có sao nói vậy nha cô chú chị mình ha. Đây, đó, kiến dưới này nó bể thì em thay cho cô chú chị mình được. Đó, con này là 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn. Đó, của nó có 3 ngăn thôi. Nhưng mà nhiều khi chủ nhà người ta làm lại 4 ngăn để ta để đồ nhiều cho đẹp. Đó. Cây này thì bao chuẩn đồ, chất liệu gỗ là gỗ đỏ. Chiều sâu vô là 5 tấc 2. Đó, cẳng 3 mặt nha, hai mặt bên hông với mặt trước. Quay mặt bên hông cho cô chú chị mình xem nha. Cao là 2m8, tính luôn cái mão cho cô chú chị mình ha. Tính luôn cái mão là 2m8, bề ngang của nó luôn là 1m3, nhỏ nhất, lớn nhất là 1m4. Đó. Đó, cây tủ này là không chê chỗ nào hết, gõ đỏ nguyên si. Đó, em có thể quýnh mặt ni lại cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, kéo mặt ni nhẹ lại thôi, bao đẹp luôn nha. Ốc trung bình đẹp. Cây này thì em giao lưu cho cô chú anh chị mình luôn, giá là 59 triệu thôi. Đó, bao ship cho cô chú anh chị mình luôn là 1.000 cây số nha. Đó, không kể lời lỗ ngày hôm nay, cây tủ này. Đó, Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ shop Thanh Triệu rất nhiều. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.